Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nói trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nói trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tịnh lự nên cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa, này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tịnh lự nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này kiều thi ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói dự lưu hướng, dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa,
Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Nên cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc thường hoặc vô thường, cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc lạc hoặc khổ, cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu dự lưu hướng dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhất lai hướng cho đến a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả hạnh đại bồ tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự, là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh lự nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tịnh lự là tu hành tịnh lự ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thường hoặc vô thường, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc lạc hoặc khổ, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh lự, thì ta gọi là tu hành tịnh lự, ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh lự ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc như thế nào mà gọi là nói tinh tấn ba la mật đa tương tự. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tinh tấn nên cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, đã tu hành tinh tấn ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tinh tấn nên cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết, đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ,
nói sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, đã tu hành tinh tấn ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tinh tấn nên cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, đã tu hành tinh tấn ba la mật đa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, đã tu hành tinh tấn ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tinh tấn nên cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tinh tấn nên cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ,
nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tinh tấn Ba La Mật Đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân cầu tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tinh tấn Ba La Mật Đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã,
nên cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn, thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa.
Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc thường hoặc vô thường. Cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ. Cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường, nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ, nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tinh tấn nên cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành tinh tấn, là tu hành tinh tấn ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc thường hoặc vô thường, cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc lạc hoặc khổ, cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tinh tấn thì ta gọi là tu hành tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về tinh tấn ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Hết quyển thứ 139.